run chân tay, một chứng bệnh tuy không đe dọa sức khỏe nhưng nó để lại rất nhiều phiền toái khiến người bệnh luôn có cảm giác tự ti, mặc cảm hay bất lực bởi không thể tự điều khiển được đôi tay của mình, không thể thực hiện được công việc tưởng chừng nhỏ nhặt như cầm đũa ăn cơm, cầm cốc nước, bút viết hay cài khuy áo, bật công tắc điện. Và sau đây là nỗi niềm của những người mắc bệnh. Tôi xin nói là cái triệu chứng lúc đầu của tôi là gì? Cái thứ nhất là run chân, run tay. Mà chủ yếu là hai tay, mà nặng nhất là tay trái. Cái đầu tiên là mệt mỏi, ngủ kém, ăn kém mà lo lắng. Khi bị bệnh thì tôi cầm cái cốc nước này nó run, nước có thể sánh ra ngoài. Vậy khi bắt đầu phát hiện đôi tay run lên và hoạt động không ý định thì bạn cần phải làm như thế nào? Nên đi khám ở đâu? Điều trị ra sao? Giáo sư Lê Đức Hình, Chủ tịch Hội Thần Kinh Học Việt Nam khuyên. Về việc phát hiện bệnh thì chúng ta đều biết rằng là người bệnh có thể đến các cái cơ sở y tế, đến các thầy thuốc chuyên khoa để thăm khám. Các thầy thuốc chúng ta thì đều có thể có khả năng phát hiện được cái hiện tượng này. Nhưng mà vấn đề phải xác định xem rằng cái nguyên nhân nào nó gây ra cái đó. Đấy là vấn đề quan trọng. Vì nếu tìm được những cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ có những cái hướng để xử trí. Trong y học hiện đại, chưa có thuốc đặc trị cho tất cả các chứng run. Vì việc kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền để tận dụng lợi thế của cả hai phương pháp đang trở thành xu hướng hiện nay, giáo sư Lê Đức Hình cho rằng. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền tôi cho là vấn đề rất tốt. Tại sao lại nói như vậy? Là vì y học cổ truyền có những cái góc độ mà chúng ta chưa khai thác hết. Có những cái mặt rất là tích cực, rất là tốt mà hiện nay châu Âu người ta biết. Thì bây giờ mình cũng không nên bỏ qua. Tại Việt Nam, thiên ma, cầu đằng được kết hợp với các thảo dược quý để tạo nên một giải pháp hỗ trợ điều trị làm giảm các chứng run do mọi nguyên nhân. Đó là thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện. Và thực tế, đã có không ít người bệnh run tìm lại được niềm vui và sự tự tin đối với đôi tay của mình khi sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện. Mà sau khi hỗ trợ điều trị bằng cái sản phẩm chức năng Vương Lão Kiện thì tôi thấy cái tác dụng rất rõ rệt. Tôi cảm nhận thấy đầu tiên là từ trên miệng này, này là môi nó đỡ bị rung, bị giãn, bị rung. Hai nữa lưỡi cũng thế, cũng giảm rất nhiều. Răng, hàm răng nó cũng đỡ lập cập. Và nói thì dễ hơn, lưỡi nó thẳng hơn và nói đúng giọng hơn. Trước đây thì không được. Tay bên phải là cái tiến triển nó tốt hơn nhiều, là hết nhanh nhất. Thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và sử dụng, giúp làm giảm các chứng run do mọi nguyên nhân. Đây là hy vọng mới cho những người mắc bệnh cũng như những người có nguy cơ cao bị chứng run.